Thời điểm chuyển mùa với mưa nắng thất thường là lúc những căn bệnh mãn tính bùng phát nghiêm trọng và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trong những ngày qua, vấn đề này liên tục được đề cập đến trên khắp các báo đài, các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, các bệnh về khớp như viêm khớp, thoái hóa khớp v.v. luôn là mối lo ngại hàng đầu bởi số lượng bệnh nhân đang ngày một gia tăng đáng kể. Theo ghi nhận của chúng tôi tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị các bệnh về khớp trong những ngày chuyển mùa thường tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với bình thường. Bệnh nhân thường ở vào độ tuổi trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ người trẻ tìm đến bệnh viện do các triệu chứng của đau khớp cũng đang ngày một tăng lên. Bệnh nhân phần đông thường than đau nhức khi trở trời. Có người đơ cứng khớp ở ngón tay, cổ chân khiến cầm nắm đi lại rất khó khăn. Có người ê ẩm khắp cơ thể, v.v. Đặc biệt, một số bệnh nhân còn đến khám trong tình trạng vừa bị bệnh khớp, vừa bị các biến chứng do tự ý dùng thuốc giảm đau như mặt sưng phù, viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày, suy gan, suy thận. Trong quá trình đi thực tế tại các bệnh viện, chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân phải thay khớp do điều trị bằng thuốc không còn hiệu quả. Như trường hợp cô Lương Thị Kim Cúc ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, vừa phải phẫu thuật thay cả hai khớp gối sau nhiều năm bị thoái hóa khớp. Cô cho biết cơn đau thường nghiêm trọng nhất vào những dịp thời tiết thay đổi. Hai khớp sưng to, gai khớp gây biến dạng, khiến cô không thể cử động được, gia đình phải đưa vào nhập viện và tiến hành phẫu thuật. Rõ ràng, sự gia tăng của bệnh khớp trong thời điểm giao mùa là mối lo ngại lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Và khi chứng kiến những hình ảnh thực tế này, những người làm chương trình Chất lượng cuộc sống chúng tôi hiểu rằng cần phải mang đến cho người dân thêm nhiều kiến thức hữu ích về bệnh khớp để có thể phòng ngừa, phát hiện và điều trị bệnh được kịp thời hơn nữa.